Có bán sơn hào hải vị không mà cứ bán rau muống không à? Sơn hào hải vị hả? Có mà anh không có tiền lấy. Không có tiền lấy cô bác ơi. Sơn hào hải vị. Đó là cái gì? Ai biết. Là trên núi á, có này có gì món gì trên núi không? Trên núi hả? Ờ. Trên núi có mấy đặc. Trên núi. Đúng rồi, có hải vị nè. Hải vị của ổng là cá. Hải vị. Sơn hào hải vị. Cho một bông cải. Ồ. Bông một con bông cải cải trắng không em? Lấy mẹ bông cải trắng. Ờ lấy em cái bông cải trắng đi. Với hai củ cà rốt nhỏ. Bông cải trắng. Bông cải tính giá nhiều ạ. À? 40 9 đạn lấy 35. À sao bông cải sao lại mắc thế nhỉ? Bông cải Đà Lạt vô. Hai con cà rốt không? Rồi hai củ cà rốt. Cà rốt có 15 một tí. Lấy mẹ 10.000 luôn. Thôi lấy hai củ thôi để bông lâu nó hư. Bao cho em hư. Hơn, có tôi lạnh bao cho em nửa tháng. Rồi hết nhiêu tiền á? 45.000 em cho. 45.000 thôi 5.000. Ăn củ lan không? Không không. Không thích ăn sang nữa. Không. Nay đang 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 sơn hào nè. Thứ em ngàn cái mai mốt mua anh. Ờ. Sơn hào. Sơn hào hả vậy? Đó sơn hào hả vậy? Hả vậy không có tiền ăn. Ăn sơn hào thôi. Rồi. Chào các bác ơi. Ở đâu có rau muống, đằng Minh không mua rau muống hết ta. Rau muống hộp, ngon quá trời. Sơn hào hải vị. Quay chưa, quay xong chưa? Rồi, đi. Rồi, cảm ơn nha. Chào. Không vậy có đăng không mà không? Có đăng á, anh không coi, anh có xài điện thoại thông minh không ạ? Thông minh hả? Điện thoại vô internet được, anh có xài không? Có chứ. Có đem theo đây không? Không. Để ở nhà thì điện thoại vô internet được chứ. Đây.